Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tăng quay trở lại tiếp quay một lô đất tái định cư chợ Hát Dịch ha, phường Hát Dịch thì xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một lô đất rất là đẹp, hướng đông, năm 20. Đây, đây là ta đang đứng ở bên chính của trung tâm của xã phường Hát Dịch, xã Phú Mỹ đây. Đây là đường Nguyễn Sơn Ngãi Giao. Đây, đây gần là chỗ ủy ban nhân dân phường Hát Dịch. Lô đất của mình thì nằm phía sau tái định cư chợ, trung tâm của thị xã luôn mọi người. Quanh khu vực này giá đất thì rất là đắt đỏ. Công đường này thì giá đất khoảng tầm 700 ha. 700 cho đến 600. Nhưng mà ít ai bán là một đa số thì còn cũng lại đất người ta bán thôi. Đang quay ở phường để đi đến chỗ binh và chỗ phường để quay cho mọi người thấy vị trí gần. À, vị trí của tái định cư tới trung tâm, kết nối giao thông nhiều hướng đi. Mấy bữa tao đi quay con đường bên Khách Dịch Tóc Tiên. À, khúc chợ hôm nay ta đi là con đường Mỹ Sơn Ngãi Giao để mọi người xem vị trí. À, này này ngõ tư đây, đi thẳng là mình ra một vùng bên chỗ khu dẫn cát khu phố 5. Từ Mỹ Sơn Ngãi vào thì có một vùng bên Mỹ Sơn Ngãi Giao từ quốc lộ 51, mọi người đi vào để có một vùng bên thôi. Đi thẳng con này đang quẹt hướng này là đi vào khu tái định cư mới. Đường này là đường chính này. Này. Xung quanh trung tâm mà mọi người thấy nhà san sát không? Phường Thái Dịch thì đó là tương lai. Đa số là hiện chưa có khu công nghiệp nhiều, chỉ có những cái khu công nghiệp mai là khu chặt cát thôi. Sắp tới là quy hoạch khu công nghiệp 450 ha. Thái Dịch đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ của đợt vừa rồi. Đầu năm 2020 tương lai sẽ là làm khu công nghiệp quanh cũng gần đây thôi, người cũng cách khoảng tầm 1 km thôi. Sau này nếu mà chỉ thực sự là triển khai thì sự giá đất ở đây sẽ tăng, dân còn đông, những vị trí đất như thế này sẽ là đất gì. Khu vực này đất dân đây, trước đây khi quy hoạch mở đường thì ai mà có đất ở đây là có địa chúng. Đường rộng rất là đẹp, đẹp 4 mét, rộng lắm rồi, vì thấy về đẹp thôi, nó quẹt đường xá, đường này phải rộng mấy chứ 15 mét. Rất là giới thiệu thì nó nằm phía trong ha, một trong những vị trí là rẻ nhất của dự án, tái định cư giá mềm nhất, đường xây được nữa. Phía trước là người ta làm một khe ngõ tư, từ chính của tái định cư, các một vẹo ở đây, bên kia là khúc chợ luôn vậy. Chúng ta đang quay một cái cây của chợ. Đây thuận lợi với gần chợ, gần trung tâm trường học ha, chợ một bước kia nhà đang xây rồi, đang xếp góc của chúng ta đây. Đây tình hình đất lót của mình nào, từ cái nhà này bỏ một lô bên này, từ qua một lô bên này, lô không vướng gì hết. Đây, từ hướng cột mốc mốc bên này, đây mốc lô này 520 qua tới lô bên này, à, tới mốc bên này phía trong này, đây là chỉ đây phía sau nhà đó, đâu đích phía sau có lối thoát hiểm mà khu điện âm. À, quay rõ ràng cho mọi người thấy lô đất. À, này hướng đông thôi, đường này được xứng cá thôi của dự án. Rẻ, nếu như tích hợp mua ở thì gần chợ trung tâm thì phải đi tiện lại cũng gần, qua đây mình đi bộ qua bên kia trường mầm non là ra tới chợ rồi, bên kia là đường song song với chợ. Lô này hướng đông không vướng gì hết, có nhà sau này nếu mà nhà lên thì những cái này thì tiền không có đâu. Tái định cư ai không ở thì bán, đất này cũng là người tái định cư, người ta sẽ cấp phiếu giờ người ta bán lại. Yeah, giá cũng rất là tốt, 1.3 tỷ, có thể bất lộc thì vẫn lọc làm giấy tờ ha, đang hỏi kỹ rồi nên mọi thứ là yên tâm mua, mình đặt đi công chứng thôi. Yeah, ai có thiện chí ở xa nếu mua, nhu cầu quan tâm khu đất tái định cư chợ Hát Dịch là thì xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa thì có thể tham khảo biết giá rõ hơn ha. Những giá này rất là tốt, mà là những người người ta cần bán người ta mới bán, còn những người không bán thì người ta đôi khi người ta bán thì 350 thì tư lúc lúc xuống giá thì cũng có thể có lô tỷ 250 thì đó mọi người xem xét rồi.
chứ còn nếu mà để chờ lô rẻ là cạc nó tỷ 2 tỷ mốc 50 thì đa số cũng rất là nhiều khách tìm kiếm như vậy, nhưng mà thực tế là không có. Có lúc có thì thực tế thông tin mình chưa chắc mình thấy mình nhanh phần thơm ngon rẻ thì thật ra nhiều người có tiền người ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, có hợp là người ta mua thôi. Cho nên nếu ai có thực sự nhu cầu quan tâm thì cố gắng xem xét, mình mua để dành đó thì tương lai nó có nhiều cái tốt, chứ mình suy nghĩ trong ngắn hạn quá thì mình cứ chờ đợi hồi không mua trúng lô này thì sao khúc đi lây thì mua trúng lô không tốt, lúc sốt ai cũng mua thêm đám đông, đó là tâm lý. Lô này đám đông thì giá tốt mát mẻ, rồi hôm nay mới mưa xong mà mát. Trong tương lai thì sắp tới thì dịch bệnh mình không biết như thế nào, nhưng để về dài hạn ai thật sự có thì tài chính nhàn rỗi có thể mua không vay ngân hàng, còn nếu mua đầu tư hay là mua để dành vay ngân hàng thì cũng phải xem xét dịch bệnh thế giới toàn cầu, mình không đoán trước được hôm nay có thể dài nhưng ngày mai có thể giảm. Nhưng ta nghĩ là đất thì tâm lý mà, ai mua Việt Nam mình đa số mua để dành nên dù có cạc không xuống sâu lắm, lâu lắm mới có người cạc tiền con cái gia đình bệnh tật mới bán, nhưng còn không thì cũng ít lắm. Còn làm mắm xảo quay giữ cho mọi người xem thực tế biết giá, mọi người cần tham khảo thêm thì có thể liên hệ cân nhắc. Ở đây tao còn một lô này chắc công tác xí tao quay luôn người xem, còn lô này tao quay trước để làm có video nội dung thôi. Mọi người xem video rồi có gì liên hệ số điện thoại tăng 0947 401 444, lô này 1.3 tỷ ha. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé, mọi người xem kênh và ủng hộ tăng nhé. Tăng tiếp tục quay một lô tất bên kia đây mọi người xem, đi một vòng tái định cư đợt này cho mọi người thấy hiện tại tháng 7 2020 rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Rồi xin chào tạm biệt, ai có liên hệ gì thì báo tăng nhé.